Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Tết là khoảng thời gian nhà nhà, người sum vầy, đón Tết cùng nhau. Tuy nhiên, nhiều công nhân xa quê không có điều kiện sum họp với gia đình, phải đón Tết xa quê. Điều đặc biệt là mặc dù không được đón Tết tại quê nhà, nhưng nhiều công nhân vẫn có được những cái Tết ấm áp ở thành phố đầy ắp nghĩa tình. Khi mà Tết Nguyên Đán đang ngày càng một đến gần, vợ chồng chị Ngô Hà My, 29 tuổi, quê Hải Dương lại không khỏi chạnh lòng khi nghe những cuộc điện thoại từ con gái 5 tuổi ở quê gọi điện hỏi bao giờ ba mẹ về quê ăn Tết. Chị My chia sẻ, trải qua hai cái Tết xa con, anh chị dự định năm nay sẽ về quê nhưng lần lượt bị mất việc. Nghĩ tới nghĩ lui, anh chị quyết định chỉ gửi ít tiền về cho ông bà và mua vài bộ đồ Tết cho con. Chị nói thêm, hôm trước con gọi, khi nghe chị nói Tết này ba mẹ với em không về được, con khóc òa. Trường hợp khác của chị Nguyễn Thị Dung, 36 tuổi, quê Quảng Ngãi, đang làm thời vụ tại một vườn hoa ở quận 12, tâm sự. Năm nay, công ty khó khăn nên vợ chồng chị đã bàn nhau không về quê. Đây là năm thứ ba liên tiếp anh chị ở lại thành phố. Tết đơn giản là sắm cho mấy đứa nhỏ bộ đồ mới với ít bánh mứt, còn anh chị như ngày thường. Bên cạnh đó, chị Dung giơ ngón tay liệt kê các khoản. Tết đến, ngoài tiền vé xe mắc hơn còn phải lo tiền xài, rồi mua quà biếu ông bà hai bên, lì xì cho con cháu, mua vài bộ đồ được đi chúc Tết, coi vậy chứ nhiều lắm. Còn trường hợp của anh Hồ Đức Lộc, 35 tuổi, quê Hà Tĩnh, nhắc về Tết, anh trải lòng, anh rất thèm cảm giác ấm áp khi ngồi cạnh nồi bánh tét trong đêm giao thừa, được uống với cha ly rượu đầu năm. Anh chia sẻ, dù Tết không về nhà, nhưng anh không cảm thấy cô đơn vì xóm trọ năm nào cũng tổ chức tất niên, mấy ngày nghỉ Tết. Vợ chồng anh thường đưa các con đi chơi chỗ này chỗ kia, tham gia các chương trình do thành phố tổ chức. Việc công nhân ăn Tết xa quê không còn là điều hiếm hoi tại thành phố Hồ Chí Minh. Đều đặn 15 năm qua, cứ cuối năm là vợ chồng ông Nguyễn Thành Tâm, chủ nhà trọ ở phường Thạnh Lộc, quận 12, lại phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tất niên cho công nhân khu trọ. Ông Tâm nói, ở với nhau một năm, đôi khi sẽ có lời qua tiếng lại. Cuối năm là dịp mọi người ngồi lại với nhau để rồi chuyện cũ bỏ qua, năm mới gắn bó hơn và xem đây như là ngôi nhà thứ hai. Đặc biệt, tất niên, mọi người trong khu trọ cùng chọn món, đi chợ, nấu ăn rất vui vẻ. Được biết, năm nay, ông Tâm dành 120 triệu đồng tổ chức tất niên cho khoảng 300 người thuê trọ vào tối 27 tháng 1. Ông cũng nuôi đàn gà 80 con để có một buổi tiệc đầy đủ nhất có thể. Ngoài liên hoan, mọi người còn tham gia văn nghệ, được nhận quà Tết là các nhu yếu phẩm, bao lì xì. Còn bà Nguyễn Thị Xuân Hà, chủ khu nhà trọ Xuân Hà ở phường 16, quận 8 chia sẻ, vừa lên kế hoạch chăm lo Tết và chuẩn bị tất niên vào ngày 31 tháng 1 cho công nhân. Bên cạnh vui chơi, ăn uống, nhận quà Tết, công nhân khó khăn ở lại thành phố sẽ được Liên đoàn Lao động quận hỗ trợ thêm nhu yếu phẩm và tiền mặt. Ngoài ra, bà Hà cũng trải lòng, năm 2023 thực sự khó khăn cho cả chủ nhà trọ và người thuê trọ. Tuy vậy, bà vẫn duy trì mức chăm lo như trước để mọi người vui vẻ, nhất là những người không về quê đón Tết. Được biết, dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chăm lo cho hơn 3.000 gia đình thanh niên công nhân, người lao động khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết. Trung tâm sẽ tổ chức 10 chương trình vui Tết Giáp Thìn cùng thanh niên công nhân và 10 chương trình tư vấn dinh dưỡng vui khỏe đón Tết tại các khu lưu trú văn hóa thanh niên công nhân, trao tặng 1.000 phần quà cho thanh niên công nhân khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết. Trong đó, cấp thành phố hỗ trợ 500 phần quà, trung tâm vận động 500 phần quà. Cạnh đó, trung tâm cũng phối hợp với một số đơn vị tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương, trao tặng 1.300 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các khu lưu trú văn hóa trên địa bàn thành phố. Dường như, việc các chủ nhà trọ tổ chức tất niên tặng quà Tết cho công nhân dịp cận Tết không chỉ diễn ra ở một cá nhân mà đã trở thành hoạt động tri ân của nhiều người kinh doanh lĩnh vực này ở các khu công nghiệp lớn. Việc chủ nhà trọ mạnh tay chi hàng triệu làm tất niên, thưởng Tết cho công nhân không hiếm. Khu nhà trọ của ông Đặng Văn Hương, Mười Hương, chủ khu nhà trọ số 487, xẹt 47B Võ Thị Nhờ, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, có 72 phòng. Hầu hết, công nhân ở trọ đều có thời gian gắn bó rất lâu, nên ông nhớ rõ hoàn cảnh từng gia đình và xem họ như con cháu trong nhà. Đó là lý do suốt mấy năm nay, ông giữ nguyên giá cho thuê phòng, thậm chí thời điểm dịch ông còn giảm giá thuê để san sẻ khó khăn với họ. Xem người ở trọ như con cháu trong nhà nên Tết năm nào ông cũng tổ chức tất niên và tặng quà Tết cho công nhân trước khi họ về quê ăn Tết.
Kinh phí chuẩn bị tiệc và quà tặng năm nay khoảng 35 triệu đồng. Từ sáng sớm, không khí tại khu nhà trọ của ông đã rộn ràng. Nhiều công nhân tranh thủ dậy sớm cùng với vợ chồng ông Mười Hương bắt tay chuẩn bị tiệc tất niên tại khu trọ. Người dọn dẹp, lặt rau, người nấu ăn, rửa chén. Ai nấy đều vui vẻ, vừa làm việc vừa chuyện trò. Thực đơn năm nay gồm các món như gỏi ngó sen tiếng vua tôm thịt, chả giò hải sản, tôm hấp bia, bò kho, lẩu gà lá quế và tráng miệng rau câu. Đúng 16 giờ 30 phút, mọi công việc hoàn tất. Ông Mười Hương mời tất cả công nhân và trẻ em tại khu trọ cùng ra dự tiệc tất niên. Trước khi khai tiệc, ông Mười Hương đã chúc Tết tất cả công nhân có mặt và gửi tặng mỗi phòng trọ một phần quà Tết trị giá hơn 300.000 đồng, gồm dầu ăn, nước tương, bánh kẹo, mứt Tết, mì gói. Không kém phần hoành tráng, 18 năm nay, vợ chồng ông Nguyễn Thành Tâm, chủ nhà trọ ở địa chỉ 2/17TL16, khu phố 3B, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức tiệc cuối năm cho người lao động đang thuê trọ. Hàng năm, gia đình ông Tâm phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tiệc tất niên cho 400 công nhân ở trọ. Năm nay, tiệc diễn ra sớm hơn để tất cả mọi người đều được tham dự. Ông Tâm cho biết, hầu như năm nào ông cũng làm tất niên. Chỉ duy nhất dịch Covid-19 năm 2020 phải hủy, nhưng ông vẫn tặng quà Tết cho bà con xóm trọ. Để chuẩn bị cho tất niên này, ông Tâm đã nuôi sẵn gà thả vườn, đặt thêm nem chả lụa, bánh hỏi tận ngoài quê đem vào. Ông Tâm cho biết, từ 40 phòng trọ xây dựng từ năm 2005, hiện đã được mở rộng lên 152 phòng với khoảng 410 nhân khẩu ở trọ. Chủ yếu là các cặp vợ chồng, gia đình công nhân, người lao động. Mỗi phòng có diện tích khoảng 27-28m2 có gác với mức giá thuê từ khoảng 1,5-1,7 triệu đồng trên tháng. Để đảm bảo an toàn cho khu trọ, ông Tâm còn lắp đặt hệ thống camera, cửa khóa vân tay ở cổng ra vào. Có những người thuê hơn chục năm qua vẫn ở lại khu trọ của ông. Hơn 30 năm trước, ông Tâm từ Bình Định vào Sài Gòn lập nghiệp. Từng làm công nhân, ở trọ nên ông hiểu được tâm sự của người xa quê vào dịp Tết đến, luôn mong có bữa cơm gia đình. Chính vì thế, vợ chồng ông tự bỏ tiền túi, mỗi năm tổ chức tất niên cho người ở trọ, nhất là công nhân không có điều kiện về quê đón Tết được ấm lòng. Bà Nguyễn Thị Sen, vợ ông Tâm, cùng các chị em trong xóm trọ bàn nhau đi chợ và tự nấu các món. Tôi muốn tạo cho mọi người có cảm giác nơi đây như bữa ăn gia đình ấm cúng và đảm bảo an toàn thực phẩm, bà Sen nói. Trước tiệc vài ngày, vợ chồng ông Tâm đến từng phòng mời và xác nhận số lượng người tham dự để đặt bàn và lên danh sách thực đơn. Ông chủ nhà trọ chia sẻ, bữa tất niên coi như là dịp để anh em cùng ngồi lại san sẻ những chuyện vui buồn trong năm, động viên nhau cố gắng cho năm mới. Nhìn thấy mọi người vẫn còn ở đây vui vẻ thế này là tôi mừng. Toàn bộ số tiền thuê nhà của tháng cuối cùng trong năm được vợ chồng ông Tâm dành tổ chức tiệc tất niên cho công nhân. Những phần quà Tết được vợ chồng ông tự tay gói và gửi tặng các phòng, chủ yếu bánh kẹo, nước mắm, hạt nêm, dầu ăn, cà phê. Mỗi phần trị giá 400.000 đồng trên phần. Tổng chi phí làm tiệc tặng quà năm nay khoảng 150 triệu đồng. Khi các chủ nhà rút tiền túi ra để tổ chức tất niên, tặng quà cho người lao động, thì các công ty cũng muôn hình muôn vẻ với câu chuyện thưởng Tết. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.